cho ba, con là đứa con mà ba hết lòng yêu quý. Bận làm ăn xa nhà nên ít có dịp về thăm. Nay ba sức yếu tuổi già, con chợt nhận ra mình chưa làm tròn hiếu đạo. Ba ơi, khi nhà mình nghèo bữa no bữa đôi, bao nhiêu cơm ngon cá ngọt ba nhường cho đàn con đang nhiêu nhúc ở trong nhà. Tuổi lên năm lên ba, con có biết đâu là con chỉ lo ăn cho no cái bụng, đâu biết ba với má chết lặng nhìn đàn con. Đêm về con thấy ba cạo đáy son, ba tôi lớp dạ bằng phần con còn sót lại. Suốt canh trường ba có chợp mắt đâu, cơm áo gạo tiền đã bào mòn thân xác. Đời gian trưng giờ có chưa gọi về thăm ba, việc bốn bề làm quên làm sự quan tâm. Nay chuông reo thấy ngày xuân sắp cận kề, giọng ma yêu rung rung nhiều hơn trước. Ma hỏi Tết này ngày mấy con về quê? Ma bảo anh em con biết, cho tụi nó về đây vui ba ngày Tết. Đã lâu lắm rồi gia đình chưa đoàn viên, con bóng lặng im vừa chợt nhận ra đã bao xuân chưa về nhà. Nay chẳng má trong con lắm, má đến từng ngày mong thời gian trôi qua nhanh. Giọng má rung rung tranh thủ về đây, nay ba với má yêu nhiều. Đã bao năm gian khổ trong đời, nước mắt con rơi khi tai nghe những lời má gọi. Công việc bộn bề nào con có vô tâm, tìm nói sau đây để má hiểu ra mà vui dần. Tết đoàn viên mà nó không chịu về, má ơi hãy tha thứ tôi vô tình. Má ơi lòng con luôn khắc ghi những lời má dạy, dù bận biểu bao nhiêu thì ba ngày xuân cũng ráng về sum họp gia đình. Truyền thống hiến liêng đẹp mãi muôn đời, có những buồn vui trong cuộc sống. Xuân về ta ngồi kể chuyện nhau nghe, hương vị trời xuân tròn nhiệm vụ của người bác sĩ. Má ơi, mỗi chúng con cũng là một chiến sĩ, luôn vì nhân dân mà chiến đấu. Hoàn thành nhiệm vụ đem chiến công về tặng má yêu thương, sẽ kể cho má nghe chuyện của ngày xuân có những anh hùng áo trắng trong đêm trực. Mỗi mặt trăng đêm để dành dân sự sống yên vui của biết vẫn nghe tỏ bài con trẻ một nỗi buồn pha lẫn chút niềm vui. Buồn là đêm giao thừa vắng bóng con hơn, vui vì con của má biết lo cho đất nước. Sống trên đời phải biết vẹn toàn sau trước, nghĩa nước tình nhà mình phải liễu vào vàng biết bao nhiêu. Xuân qua con sẽ quay về khép mình bên má nụ cười yêu thương. Chỉ dẫn cho con là đã khuyên con là người thì phải biết hướng đến tương lai và sẽ không lùi bước trước hiện tại, nên con dặn lòng mình phải quyết tâm sẽ không phụ lòng mong mỏi của má. Hình ảnh má yêu thương con nhớ vô cùng, má nhớ mặt ấm vào nghiêng khi đêm gió lạnh lùng. Chắc giờ này má chưa ngủ vì phải lo cho đàn gà và mấy con heo. Sáng ra má còn phải tưới cho mấy dòng dưa leo và liếp hành đang xanh tốt. Từ cây từ con má muốn thu chúng ít đặng có tiền đóng học phí cho con. Người ta thường bảo con nhớ má là con nhớ tiền, nhưng người ta đâu biết được. Mất tiền con sống trăm năm, chớ mất má một giây con sống không tồn. Má đã nuôi con ra vẻ con người thì đâu con lại quên ơn núi giường mà ăn xài lá nước với người ta, mà không nhớ má đang ở nhà cầm cụi làm việc cực nhọc. Mong muốn con mình mãi được đi học và thành danh rạng rỡ với sống làng. Con sẽ về thăm má và sẽ mang quà về tặng má yêu thương. Đó là một đóa hoa hồng đang ngào ngạt, con sẽ cài lên ngực áo má. Con sẽ cúi đầu vào chiếc áo bà ba cụ và khóc thật nhiều vì nỗi nhớ trào dâng. Xa một ngày như xa ngàn năm, xa một tháng như muôn trùng diệu vời. Như thấy bóng mẹ hiền đang đứng đợi, sao giờ này mà nó vẫn chưa về. Có ai đem được rừng nước 5 căn, có ai đem được nỗi nhọc nhằn má tôi. Đường về còn quá